Các bạn thân mến, hiện nay Kumamon đang là một trong những chủ đề rất hot được giới trẻ quan tâm. Vậy Kumamon là gì? Không phải ai cũng có thể hiểu rõ lợi ích mà nó mang lại hay những tác hại khôn lường không trở tay kịp. Những bí ẩn rùng rợn về bùa ngải Thái Lan Kumamon vẫn chưa được nhiều người biết đến. Ngày hôm nay, chúng tôi xin được cung cấp những thông tin chi tiết về Kumamon để giúp bạn đọc có thể hiểu biết thêm về loại bùa này nhé. Kumamon còn được biết đến là cậu bé vàng hay quỷ linh nhi, là một loại bùa ngải huyền bí có xuất xứ từ Thái Lan. Sở dĩ bùa ngải Thái Lan Kumamon được sử dụng bởi nó chứa đựng mối tương quan giữa cuộc sống và nghiệp. Đó là nguyên nhân của con người trong cuộc sống quá khứ và kết quả nhận được trong cuộc sống này. Các nhà sư Thái Lan vốn có lòng trắc ẩn với những đứa trẻ đáng thương, đang vương vẩn, lang thang, không có điều kiện để được tái sinh vào nơi tốt. Họ đã dùng bùa phép để cứu các đứa trẻ này bằng cách đưa chúng vào tạm một nơi để trú ẩn, chẳng hạn như búp bê, bức tượng nhỏ hình em bé, mặc dây chuyền họa tiết. Đó cũng chính là lý do bùa ngải Thái Lan Kumamon được ra đời. Bùa ngải Thái Lan Kumamon có hai loại cơ bản là Kumamon trắng và Kumamon đen. Loại phép được dựa trên cái thiện, luyện lên từ các thành phần lành tính như hoa, cỏ, thảo mộc quý, đất chùa, đất rừng tâm linh, xá lợi, cộng với chú thuật cổ xưa trong Phật giáo Thái Lan tạo thành gọi là Kumamon phép trắng. Kumamon phép đen có những thuật phép đen tối, tốt hay xấu, tùy thuộc vào tay chủ nhân, người sở hữu tốt hay xấu. Hầu như là phần lớn các pháp sư thực hành luyện bùa ngải từ những vong linh trẻ em không thể siêu thoát, thai nhi, máu, xương, mỡ của người chết. Vậy làm thế nào để tạo ra bùa ngải Thái Lan Kumamon? Các nhà sư sẽ sử dụng xương hoặc lông, tóc của trẻ sơ sinh đã chết đi tạo thành các mẫu bùa hộ mệnh. Với hình tượng em bé, trẻ sơ sinh đang nằm và mút vú giả là những đứa trẻ chưa được sinh ra hay chết trong bụng mẹ. Những bé ở độ tuổi từ 2 đến 8 thì thường có dạng là đứng hoặc ngồi, hoặc mang thêm các vũ khí như cung hoặc giáo mát. Một số linh hồn hung dữ thì sẽ được pháp sư bịt mắt bằng tấm vải màu đỏ để có thể rửa sạch nghiệp chướng cho chúng sẽ mắc rất nhiều năm và cũng rất khó để chế ngự. Vậy bùa ngải Kumamon có giá là bao nhiêu? Giá bùa ngải Thái Lan Kumamon sẽ phụ thuộc vào khá là nhiều yếu tố, tùy chủng loại, nơi bán mà nó sẽ có giá cao hoặc thấp. Do đó không thể nào đưa ra một mức chính xác nhất định. Thông thường giá của Kumamon có thể dao động từ vài triệu đến vài chục triệu. Địa chỉ mua Kumamon thường là trên các diễn đàn nước ngoài. Không chỉ ở trên các diễn đàn nước ngoài mà hiện nay, bùa ngải Thái Lan Kumamon còn được bán rộng rãi trên các trang mạng xã hội như Facebook hoặc trên Amazon. Điều kiện để mua hàng trên Amazon là cần có thẻ thanh toán Visa, Mastercard, đăng ký một tài khoản và điền đầy đủ các thông tin cần thiết. Thế có nên nuôi Kumamon hay không? Bản chất thực sự của bùa ngải Thái Lan Kumamon không hề xấu. Chúng được tạo ra để những linh hồn đó có được cơ hội yêu thương, cơ hội để chúng tích lũy nghiệp lành và giúp đỡ cha mẹ, chủ nhân của Kumamon. Chúng sẽ được tái sinh trong cõi tốt hơn sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình. Kumamon sẽ giúp đỡ ân nhân của mình trong việc hoàn thành những ước muốn lành mạnh trong cuộc sống nếu như một người thực sự chăm sóc tốt cho nó. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có nhiều người chủ sở hữu có trí tuệ kém, không biết suy nghĩ, tâm địa độc ác, dạy Kumamon của mình thực hiện những hành động xấu xa để phục vụ lợi ích cho bản thân. Điều này sẽ gây những nguy hiểm dài lâu. Thêm vào đó, cũng giống như mối quan hệ thông thường giữa cha mẹ và con cái, Kumamon và chủ nhân của nó cũng sẽ có những xung đột khó giải quyết. Khi nuôi, ban đầu bạn chỉ cần chăm sóc tốt cho nó, đưa đi chơi, mua bánh kẹo hoặc đồ chơi. Nhưng càng về sau, bạn có thể phải nghe lời nó, phải hỏi ý kiến của nó, phải chiều nó. Nó sẽ giận hờn
và gây ra nhiều điều mà bạn không muốn nếu bạn không nghe theo nó. Thậm chí có nhiều người phản ánh rằng càng nuôi Kumathong càng về sau thì càng khổ. Có nhiều lời đồn rằng chủ sở hữu phải cắt máu của chính mình cho nó hút, khi người khác xin hơn nó cũng giận. Có thể ban đầu nuôi Kumathong bạn làm ăn thuận lợi, tiền tài danh vọng lên như diều gặp gió. Nhưng người nào nuôi dở nhất là 6 năm, không thì chỉ 3 năm đầu thôi. Chính vì ma lực của đồng tiền, danh vọng mà rất nhiều người đổ xô đi mua Kumathong mà không hề nghĩ đến những hệ quả khôn lường phía sau. Vậy cách diệt bùa ngải Kumathong như thế nào? Cách diệt trừ Kumathong không phải là điều dễ dàng. Chúng không phải đồ sành sứ, thủy tinh hay giấy mà có thể tùy tiện vứt rác là thoát đưa ra được. Vậy cách diệt trừ Kumathong như thế nào? Cách diệt trừ Kumathong không phải là điều dễ dàng. Chúng không phải là đồ sành sứ, thủy tinh hay giấy mà có thể tùy tiện vứt rác là thoát ra được. Nếu thật sự muốn thoát khỏi chúng, bạn phải mang đến chùa đền. Khi đi, bạn cần mang theo quần áo mới, đồ chơi và nhiều đồ ngọt. Sau đó thì tìm nhà sư nói với họ rằng bạn không muốn nuôi Kumathong nữa. Các nhà sư sẽ giúp bạn trò chuyện và đặt chúng lên bàn chào hàng. Tiếp đến, bạn sẽ đặt Kumathong của mình lên tay các nhà sư và nhờ họ chăm sóc thay bạn. Và dĩ nhiên, nếu không ai nhận chúng thì các nhà sư thầy tại đền sẽ tiếp nhận chúng thay cho bạn, nhưng với điều kiện là bạn phải trả một số tiền cho các nhà sư. Không thể phủ nhận Thái Lan là một đất nước về bùa ngải, đó cũng là đặc trưng của Thái Lan. Nếu bạn muốn tìm hiểu về những chú Kumathong bí ẩn này thì hãy đến đất nước Thái Lan để mà khám phá nhé. Hy vọng qua những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ thì những ai quyết định nuôi Kumathong thì hãy nên xem xét kỹ càng các bạn nhé. Còn bây giờ, Diệu Huyền xin mến chào và hẹn gặp lại.